cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú cái lô 5 cánh trắng Phú Thọ. Và lô này thì cây bên con đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe và kia rất là lực, con mới xuất ra để cho các cô chú mình sưu tầm. Và ngày hôm nay thì số lượng cây chỉ tầm khoảng 10 chậu thôi. Không có hàng nhiều, chỉ tầm khoảng 10 chậu. Và Phú Thọ này hiện tại bây giờ nó rất là hot cô chú, nó cực kỳ nóng luôn. Và cây này rất là đẹp, bên con là bán cây này cô chú cho một số cây tiềm năng không luôn á. Đó. Cây là rất là tiềm năng, cây là cực kỳ khỏe. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Còn địa chỉ của con nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tới đây thì con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của 5 cánh trắng Phú Thọ. Và con sẽ cho cô chú mình xem cái mặt hoa. Và cái hình này là hình chụp thực tế tại cửa hàng của con luôn. Mặt hoa này là mặt hoa chuẩn Phú Thọ nha cô chú. Và đã có hoa chính chủ nở tại vườn rồi. Đây, đây là mặt hoa 5 cánh trắng Phú Thọ chính chủ nè cô chú. À, đây là clip con quay lại luôn nè. Và cái mặt hoa này do nó chưa bung thẳng cánh nha cô chú, nó chỉ mới vừa hé thôi. À, chuẩn hoa 5 cánh trắng Phú Thọ như hình. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, hoa của nó cực kỳ to luôn. 5 cánh trắng Phú Thọ hoa rất là to. Đây, đây là hình chụp 5 cánh trắng Phú Thọ được chụp vào ban đêm nè cô chú. Hình này là hình chụp thực tế vào ban đêm luôn. Đó, đây là hình chụp bằng máy ảnh. Đây, đây là hình chụp máy ảnh nè. Đây là chụp bằng điện thoại mà chụp bằng ban đêm. Đó. Đây cũng là hình chụp bằng điện thoại nè cô chú. Đó. Rất là đẹp, 5 cánh trắng Phú Thọ. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn như hình, bảo đảm với các cô chú mình từng cm luôn. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây đầu tiên, đó là mã số 1. Và mã số 1 đây là cái hình cây 5 cánh trắng Phú Thọ đầu tiên nha cô chú, đó là mã số 1 nè. Và cây này con thấy rất là lực, kèm theo đó thì ở đây thì nó vẫn còn một cái mắt ngủ. Cô chú mình về mình sẽ khai thác lên thêm nha cô chú. Đây là cái mắt ngủ nè. Đây là cái mắt ngủ mình về có thể mình khai thác lên. Và giá tiền của cái cây 5 cánh trắng Phú Thọ mã số đầu tiên đó là mã số 1. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con đang bán ra cho các cô chú mình sưu tầm. Kích thước của nó là 8cm và giá tiền là 10 triệu nha cô chú. 5 cánh trắng Phú Thọ, kích thước là 8cm, giá 10 triệu. Mã số là mã số 1 nha cô chú, kích thước của nó là 8cm. Và ở đây cô chú mình thấy cái mầm gốc này nè cô chú, nó rất là sáng rồi, nó đang chuẩn bị là sẽ bắt đầu bật mầm gốc lên. Mầm gốc của nó rất là sáng, nó chuẩn bị bật lên nha cô chú. Và giá tiền của cái giò này nó rất là lực. Và bên cái hàng bên con đang bán ra, giá tiền là 10 triệu chẵn nha cô chú. 5 cánh trắng Phú Thọ, mã số là mã số 1, giá 10 triệu. Và đây tiếp tục đó là kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ mã số tiếp theo của chú. Và cô chú mình thấy cái kia này của chú rất là lực nè cô chú. Đây là kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Và cái kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo chuẩn là 5,5 cm. Kích thước của nó là 5,5 cm và mã số là mã số 2. Giá tiền của nó là 9 triệu nha cô chú. Đây là cái kia rất là lực rồi. Và đây là 5 cánh trắng Phú Thọ nè. Cô chú mình thấy mắt của nó rất là sáng chưa? Cái giò này là đang lơ sưng lên hai mắt luôn đó cô chú. Hai mắt của nó rất là sáng và hàng này là hàng thuần đã bấm rễ. Thấy chưa? Chuẩn hoa như hình nha cô chú. Đã bấm rễ rất là khỏe và thân của nó rất là mập. Cái kia này mình về thì mình chăm nó sẽ rất là mau lớn nha cô chú. Kích thước là 5,5 cm, đây là 5 cánh trắng Phú Thọ. Mã số là mã số 2 và giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 9 triệu cho mã số 2, 5 cánh trắng Phú Thọ. Và tiếp tục mã số 3, đây là kia 5 cánh trắng Phú Thọ và rễ đó cô chú mình thấy rễ vào đang xì rễ rất là khỏe. Kèm theo đó là nó đang có một mắt nha cô chú, một mắt đang sưng lên rất là sáng luôn. Đây là 5 cánh trắng Phú Thọ nè, mã số là mã số 3, giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 9 triệu. Và kích thước của cái kỳ này thì bên cửa hàng bên con đang đo được là khoảng 5,5 cm là chuẩn nha cô chú. Kích thước là 5,5 cm, 5 cánh trắng Phú Thọ. Và một số cây này là con bán cây tiềm năng của chú mình về là mình chăm sóc rất là dễ. Bất kỳ các loại phân của chú mình xịt kích rễ nào thì cây nó sẽ bắt đầu phát triển lên rất là tốt. Chỉ việc là mình về cô chú mình cây lan ở nhà mình xịt phân như thế nào thì mình xịt cho nó y chang như vậy. Tại vì ở vườn con là con xịt cái liều rất là nhẹ. Con xịt cái liều rất là nhẹ nên các con chú mình về mình rất là dễ chăm sóc, mình không có sợ nó bị chai chột gì hết. 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Cái giò này đang lên mắt rất là sáng. Ở bên kia thì một mắt đang chuẩn bị lên và bên đây thì một mắt đang sưng nha cô chú. Đang chuẩn bị sẽ bật mầm gốc. 5 cánh trắng Phú Thọ, đây là mã số 3, giá tiền của nó là 9 triệu cho mã 3. Kỳ rất là lực và hàng chuẩn hoa như hình nha cô chú. Con chỉ có tầm khoảng bây giờ hiện tại tầm khoảng có 8-9 chậu thôi chứ không có hàng nhiều. Nè, nó còn 5 chậu nữa là còn hết rồi nè. 5 cánh trắng Phú Thọ, mã số của nó đó là mã số 3, giá tiền của nó là 9 triệu. Chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này á thì con tách ra con trồng được nửa tháng rồi và đang bắt đầu nhú rễ rất là khỏe là con mới xuất ra nè cô chú. Cái chậu này nè.
sau này thì mình về có thể là mình trồng lại được. Mắt của nó đang sưng lên rất là sáng luôn chưa, đang chuẩn bị là bật mầm gốc lên liền luôn nha cô chú. Mình về trong khoảng có chừng 1-2 tuần thôi, nó sẽ lớn lên nhanh cấp tốc luôn á. Và cái giò năm cánh trắng Phú Thọ này ngày hôm nay thì cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 8 triệu. Mã số của nó đó là mã số 4. Và kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 5 cm nha cô chú. Kích thước chuẩn là 5 cm, đây là năm cánh trắng Phú Thọ. Mã số của nó đó là mã số 4. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 8 triệu. Và tất cả các cây bên con của chú mình cứ yên tâm mình về sưu tầm, tại vì tất cả đều là chuẩn hoa nên cửa hàng bên con mới xuất ra cho cô chú mình sưu tầm. Tất cả đều chuẩn hoa nha cô chú, năm cánh trắng Phú Thọ. Đó, chuẩn hoa như hình. Và mã số của cái cây này đó là mã số 8. Còn mình nhầm, đó là mã số 4 nha cô chú, giá 8 triệu mới đúng. Mã số 4 giá 8 triệu, năm cánh trắng Phú Thọ. Tiếp tục đây là năm cánh trắng Phú Thọ, mã số tiếp theo đó là mã số 5. Và cái giò mã số 5 này của chú mình thấy hai mắt của nó đang rất là sáng của chú. Hai con này sẽ chuẩn bị là bật mầm gốc qua luôn. Đây. Một mắt đó, cô thấy chưa? Hai mắt rất là rõ. Đang nó chuẩn bị là sẽ nó bật mầm gốc ra liền luôn của chú. Và kích thước của nó là 7 triệu. Và cái kích thước của cái giò này thì bên cửa hàng bên con được là 4 cm. Giá tiền là 7 triệu nha cô chú. Một mắt nè, bên này hai mắt nó đang rất là sáng rồi, chuẩn bị sẽ bật mầm gốc lên liền. Nói chung là cái giò này là hàng thuần chậu, tất cả đều là thuần chậu hết. Nên các cô chú mình cứ về yên tâm mình sưu tầm. Và khi có hàng đi con chỉ bỏ mốc ra thôi, còn chậu này thì con sẽ ém lại. Con lấy dây xúc đó, ém lại để cho cây nó không bị bung gốc và nó vẫn giữ nguyên bộ rễ cho nó đẹp. Mã số là mã số 5, giá tiền của nó là 7 triệu nha cô chú, năm cánh trắng Phú Thọ. Mã số là mã số 5, giá 7 triệu. Cái kỳ năm cánh trắng Phú Thọ mã tiếp theo đó là mã số 6 nha cô chú, và giá tiền cũng là 7 triệu luôn. Hai cái mầm gốc của nó cô chú mình thấy rất là sáng chưa? Đang chuẩn bị sẽ bung hai mầm gốc lên. Và kích thước của kỳ này thì bên cửa hàng bên con đang đo chuẩn luôn là 4 cm nha cô chú, kích thước chuẩn là 4 cm, năm cánh trắng Phú Thọ. Mã số là mã số 6 và giá tiền của nó là 7 triệu cho mã 6. Năm cánh trắng Phú Thọ nha cô chú, mã số là mã số 6, giá 7 triệu. Và đây là mã số tiếp theo nha cô chú, đó là mã số 7, giá tiền cũng là 7 triệu luôn. Và ở đây cô chú mình nhìn cái mầm gốc của nó đang chuẩn bị sẽ bật mầm gốc lên, và tất cả các cây bên con là đều đang chuẩn bị bật mầm gốc lên rất là khỏe cô chú. Và rễ đâu đâu đang thuần chậu rồi, cô chú mình mua về mình cứ nhanh tay sưu tầm thôi, tại vì cái lô đẹp như vậy nó không có nhiều đâu cô chú. Phú Thọ bây giờ là nó rất là hiếm luôn. Mã số là mã số 7, giá tiền là 7 triệu. Và kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được đó là 4 cm nha cô chú, năm cánh trắng Phú Thọ. Mã số là mã số 7, giá tiền của nó là 7 triệu để cho cô chú mình sưu tầm. Và bên cửa hàng bên con chỉ còn đúng duy nhất là một chậu cuối thôi. Nãy giờ con quay là 7 mã rồi. Năm cánh trắng Phú Thọ, mã số là mã số 7, giá tiền là 7 triệu. Đây là cái kia năm cánh trắng Phú Thọ mã số cuối cùng, đó là mã số 8. Và cái kích thước của kia này thì bên cửa hàng bên con đang đo được chuẩn luôn là 4 cm rưỡi nha cô chú, gần 5 cm. Và giá tiền của nó là 7 triệu. Ở đây thì nó đang có hai mầm gốc đang sưng rất là sáng nha cô chú. Hàng này là hàng thuần chậu rồi. Giá tiền của chậu này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá là 7 triệu, năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ bây giờ mình mua kia nhỏ nhỏ là nó không có cô chú, tại vì chỉ có kia lớn như vậy thôi. Mã số của nó đó là mã số 8 và đây là mã số cuối cùng, năm cánh trắng Phú Thọ, giá tiền là 7 triệu. Để tìm được một cái lô Phú Thọ mà cây đẹp như vậy thì bây giờ là không có nhiều nha cô chú. Nên các cô chú mình thích cái dòng nào thì mình cứ nhanh tay sưu tầm thôi. Năm cánh trắng Phú Thọ. Và số thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh Xin Chậu của chú, năm cánh trắng Phú Thọ.